Với hơn 61.000 ha đất lâm nghiệp, huyện Bảo Yên đang phấn đấu là địa phương của tỉnh Lào Cai thực hiện tín chỉ carbon. Để phát huy tối đa hiệu quả kinh tế từ rừng, huyện Bảo Yên đã chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng. Huyện cũng đã thành lập các đoàn tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm về phương thức thực hiện chi trả tín chỉ carbon rừng tại các tỉnh đã thực hiện là địa phương có diện tích rừng lớn và có các điều kiện để phát triển tín chỉ carbon. Huyện Bảo Yên đã đưa ra mục tiêu trở thành huyện đầu tiên của tỉnh thực hiện tín chỉ carbon. Khi Lào Cai được tham gia bán tín chỉ carbon, việc gia tăng thu nhập từ bán tín chỉ carbon nhằm giúp người dân dần từ bỏ thói quen xâm hại rừng, tham gia tích cực hơn vào công tác giữ gìn, bảo vệ hệ sinh thái rừng.